ta sẽ nói là trời ơi cái thằng này nó mê gái hay là cái gì đó. Nếu là thật sự là mình không có mê gái, mọi người ơi, chơi show, chơi game show thì nó phải có vui vẻ với nhau, phải tương tác với nhau. Nhiều người biết đến Hiếu với quan điểm làm nhạc để nghe 3 phút chứ không phải vài chục giây. Hiếu nghĩ sao khi gần đây nhiều bài nhạc nhờ vài chục giây mà trở nên nổi tiếng? Cái quan điểm của mình á là mình sẽ cố gắng làm nhạc để hay hết cả 3 phút. Nói chung là làm một cái tổng thể nó hay. Còn cái chuyện mà nó nổi tiếng nhờ vài chục giây thì nó đâu phải là vấn đề. Nếu mà nó nổi tiếng và nếu mà nó được hot trên nhờ TikTok hay là nhờ bất kỳ một cái gì đó thì nó cũng là một phần công sức của mình. Một cái góc. Cái này là ở trên nè. Rồi, câu hỏi thứ hai. Nhắc đến hình tượng rapper, người ta thường nghĩ đến một hình ảnh gai góc ngông cuồng. Ai nghĩ vậy? Ai nghĩ gì kỳ vậy? Hiếu thứ hai thì rất lịch lãm, lãng tử. Hiếu có gặp sợ gặp trở ngại khi là một rapper có hình ảnh khác biệt không? Rap thì không phải là lúc nào nó cũng phải gai góc. Đối với mình thì rap nó là giống như một cái công cụ để mà mình thể hiện cái cảm xúc của mình. Thì đôi khi mình nói ví dụ một người giang hồ đi cũng sẽ có những lúc yếu đuối, và một người hiền hay là hiền cũng sẽ có những lúc mình nóng giận. Nên là nó sẽ tùy thuộc vào cái trạng thái của mình lúc đó. Còn bây giờ thì mình cảm thấy là mọi thứ xung quanh nó rất là tình yêu, màu hồng như vậy. Thì mình đang thể hiện với lại cái mặt đó. Tới một ngày nào đó mình có thể ngông cuồng hay sao. Nên là cái chuyện mà gặp trở ngại khi là một rapper có hình ảnh khác biệt thì mình nghĩ nó là một cái lợi thế. Tại vì nhiều người ta sẽ nhớ đến mình nhiều hơn. Underground với lại mainstream nó chỉ khác nhau về cái độ đầu tư và cái chủ đề của nó thôi. Đối với mình thì những cái gì mà mình đang làm á, đâu đó hơi hướng mainstream xíu. Nhưng mà về cái chất nhạc và ngay cả cái tư duy á, thì ngay từ đầu là mình đã có một cái sự trung hòa rồi. Từ cái lúc mà mình underground là mình đã viết nhạc cái kiểu này rồi. Mình chưa hề có sự thay đổi từ cái lúc mà đi từ underground lên tới mainstream. Đối với mình thì nó không phải là một cái vấn đề quá lớn. Bởi vì mình nghĩ là nếu mà ai biết nghe rap thì biết trình độ mình ở đâu. Mình nghĩ là nó sẽ nằm đâu đó đây nè. Câu hỏi số 3. Sau khi tham gia 2 ngày 1 đêm, Hiếu được công chúng đón nhận đông đảo và nổi tiếng hơn. Hiếu có lo sợ không? Áp lực của việc một ngày nổi tiếng là gì? Sau khi tham gia 2 ngày 1 đêm thì mình cũng được nhiều người biết tới hơn, nhưng mà mình cũng chưa dám gọi đó là nổi tiếng, mình chỉ là sắp nổi tiếng thôi, almost famous. Còn lo sợ thì đúng là khi mà tham gia chương trình truyền hình thực tế, với vai trò bạn là một người ca sĩ, bạn phải cái hình ảnh của bạn nó phải kiểu khác. Giống như là bình thường mình ca sĩ trước giờ đi, mình sẽ kiểu ngầu, nhạc mình kiểu quậy quậy đi, nhưng mà lúc mà lên show á thì là mình rất là hiền, dễ thương, ít nói cái kiểu, khán giả người ta sẽ nhìn với một cái ánh mắt khác. Hoặc là khi mà mình tham gia nhiều cái show thực tế quá thì người ta quên mất đi là mình là một người viết nhạc, một người rapper, một người ca sĩ. Gen Z hay nói là không có ạc á. Mình á thì gọi là sao ta? Lúc đầu cũng nghĩ chuyện đó nhưng mà không sao, mình không. Mình nói tôi sẽ thay đổi chuyện đó. Tại vì ai cũng sợ hết thì ai làm. 2 ngày 1 đêm nó không phải đơn giản là một cái game show thực tế, mà nó là một chương trình nó mang tính trải nghiệm và quảng bá văn hóa, quảng bá du lịch của Việt Nam. Thì là một cái chương trình rất là ý nghĩa. Mình có cơ hội mình tham gia thôi. Và mình biết là cái chuyện mà mình tham gia nó không có làm cho nhạc của mình nó bị dở đi hay là nó mất cái ạc. Tôi bắt đầu tôi đánh đoán được cái tấm hình này nha. Bắt. Ok, cái này ở đây đi. Theo Hiếu, khó khăn của người nổi tiếng khi hẹn hò là gì? Wow. Khó khăn của người nổi tiếng khi hẹn hò chắc là sẽ không được đi ra những cái nơi công cộng. Giống như bạn có thể lướt TikTok, bạn thấy một cái quán đó, ui, review quán này ngon lắm, một cái nhà hàng này ngon lắm, thì bạn không thể nào đi ra đó với người yêu của bạn được. Đó là cái bất lợi đầu tiên. Cái chuyện mà khán giả hay kiểu comment toxic á, bình thường, tại vì không cản được. Mình không có vấn đề chuyện đó, chuyện đó mình thấy bình thường. Nhưng mà vấn đề ở đây có nghĩa là mình sẽ làm việc tư tưởng với lại những cái người thân của mình. Bạn ơi, cái này là trên mạng nó vậy thôi, chứ là không có gì đâu hay là cái gì đó. Nói chung là mình sẽ tìm cách để mà mình an ủi, hoặc là mình giải thích là cái cách mà mạng xã hội nó hoạt động như thế nào. Tại vì không có ai mà làm hài lòng được tất cả mọi người hết. Hiếu có cảm thấy khó chịu khi bị gán ghép với những nghệ sĩ nữ khác không? Tại sao? Nếu mà mọi người để ý thì trong cái show á, thì mình hay có tương tác với lại các khách mời nữ, chứ không thể nào mà mình vô mình né được. Và cái đó cũng là cái tính cách của mình, là nghĩa là mình hay ga lăng. Còn cái chuyện gán ghép thì tất cả là cái chemistry giữa hai người. Và khi mà một cái bạn coi chương trình nào đó thích thì người ta gán ghép thì cái đó ok, đó là chuyện của bạn. Nhưng mà mọi người phải hiểu là nó không có thật. Ngay cả gì? Nếu chỉ chọn được chọn một, Hiếu sẽ chọn sự nghiệp hay tình yêu? Nếu chỉ được chọn một thôi hả? Thật sự là sự nghiệp với tình yêu chọn cả hai cùng một lúc được nha mọi người. Trong trường hợp chỉ được chọn một, thật sự là nếu mà chỉ được chọn một, mình sẽ chọn sự nghiệp. Tại vì mình có những cái hoài bão rất là lớn và mình rất là muốn thực hiện được nó. Cái này, cái mình nè, mình nằm giữa nha. Rồi xíu sắp xếp, mình biết. Với những thành công hiện tại giờ đây, Hiếu đã tự tin rằng mình là Hiếu thứ nhất chưa? Thật sự thì với những gì ở hiện tại thì nói chung là mình cũng có một cái gì đó, nhưng mà là thành công thì chưa. Mình vẫn thấy
nó rất là ít so với những gì mà tất cả mọi người xung quanh đang làm. Mình thích là Hiếu thứ hai hơn. Cái người luôn đứng thứ nhất sẽ là thằng Hiếu của ngày mai, nên là cái thằng Hiếu hôm nay không bao giờ đứng nhất được. Hồi xưa mình bị một cái bệnh là mình rất là sợ sân khấu. Lúc mà mình mới đi diễn, mình không thấy một ai hết, mình chỉ thấy là những cái đó là những cái chấm nhỏ, chấm vậy nè. Cái mình cứ nghĩ nào nhìn đâu ai nhìn mình đâu, mình cứ diễn thôi, mà rất là tự tin. Dần dần thì mình master được cái kỹ năng trình diễn, nên là mình đeo kiến vô hay là mình không đeo thì nó cũng vậy thôi. Trời ơi, một cái tấm hình nó rất là nhạy cảm mọi người. Cái này nằm ở giữa nè, tôi biết là cái này nằm ở giữa nè. Còn hai câu hỏi, tại sao Hiếu lại quyết định tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm? Hiếu có bị sợ dư luận rằng Hiếu nhạc so với các anh đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành giải trí và không phù hợp với chương trình hay không? Hồi xưa mình coi Running Man thì mình rất là thích coi, lúc đó mình nói ban đầu là trời ơi, phải chi mà mình có cơ hội để mà mình được làm khách mời thôi là mình đã rất là vui, rất là tự hào rồi. Nên là giống như cái kiểu là gọi là sao ta, là hấp dẫn đó mọi người. Nghĩa là khi mà mọi người nghĩ tới một cái gì đó đủ nhiều thì chuyện đó sẽ xảy ra. Thì mình cũng nghĩ tới chuyện đó đủ nhiều nên sao mình mới xuất hiện 2 ngày 1 đêm. Khi mà 2 ngày 1 đêm có một cái lời mời kiểu gần như là 95% ngay tức khắc luôn, mình nói ok, tại mình đã đợi cái chuyện này rất là lâu rồi. Hiếu có bị sợ dư luận cho rằng nhạc so với các đàn anh không thì mình cũng không. Thật sự là mình tham gia chương trình mình không có tính toán. Nếu như những bạn bè khuyên mình là bây giờ mày phải suy nghĩ trong cái hình tượng gì đó, hoặc là suy nghĩ trong cái gì đó nó signature riêng của mày, mình cũng nghĩ đó, nghĩ cũng được, cũng được đó, nhưng mà thôi, tao thích làm chính mình hơn. Mình lên show mình thể hiện những cái gì mà thật nhất. Quan trọng là có trải nghiệm vui với mấy anh, tại vì cuộc sống này trải nghiệm rất là quan trọng. Và đặc biệt là mình muốn có nhiều trải nghiệm để mà mình có cái tư liệu mình biết nhạc. Nên là cái đầu nè, trời ơi, cái tấm hình này. Khoảnh khắc xúc động nhất 2 ngày 1 đêm đối với Hiếu là khi nào? Nói chung là tập cuối thì mấy anh em có chung với nhau một cái cuộc trò chuyện, mình cũng không thể spoil được, nhưng mà rất là nhiều cảm xúc. Cái khoảnh khắc đó là mình sẽ nhớ tới già luôn, rất là tình cảm. Ủa này không phải ở đây rồi. Đây. Trời ơi, nhìn thấy cái tấm hình vậy. Thấy mình thấy điều này. Tướng này cũng không đẹp lắm nha. Mày ít cơ, lỏng lẻo quá. Trời ơi, mọi người phải coi cái sụt. Mình nghĩ là cái sụt gốc á. Sụt gốc làm gì tắm làm gì có mặt người. Lần đầu tiên gọi là tắm chung với một người khác ở trên hình đó vậy thôi. Bởi vậy mọi người hãy chi tiền biên tập và tiền sụt gốc, cái đó mới nguy hiểm. Đây là chương trình The Truth Room, thì ở đây không có căn phòng nói thật nào cả, chỉ có Hiếu thứ hai và những câu chuyện của anh ấy.